Nhờ những nỗ lực phấn đấu triển khai chính sách bảo hiểm y tế, nhất là sự đồng hành của ngành giáo dục và sự ủng hộ của phụ huynh, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 99% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Điều này giúp các em có cơ hội được chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí khi phải điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Trong thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh tại các khu vực vùng sâu vùng xa vùng khó khăn kịp thời tham gia bảo hiểm y tế cho con em